Do dì ảnh Hồ Văn Cường thả diều ở quê sau ồn ào cát xê, được nhiều người tài trợ. Sau khi tách khỏi công ty quản lý cũ của mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Thì thoảng người ta lại thấy một hình ảnh được dò dỉ, như, hoặc clip, nhưng chưa có nguồn tin nào đáng tin cậy. Sự vòng bong khó hiểu của Hồ Văn Cường khi mà có nhiều người muốn liên hệ để đỡ đầu, tài trợ như Bầu Thụy, Hoa hậu Lê Phương, ca sĩ Ngọc Sơn, khiến người hâm mộ ca sĩ trẻ sốt ruột. Mạng xã hội lại vừa xuất hiện hình ảnh Hồ Văn Cường tươi vui bên các em nhỏ, cùng nhau chơi thả diều trên cánh đồng. Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh con trai nuôi cố ca sĩ Phi Nhung về quê thăm lại nhà cũ, ở ẩn để tránh những ồn ào cũng như bình tâm sau quá nhiều biến cố. Trên thực tế, đây không phải là hình ảnh mới nhất của nam ca sĩ. Đó là một bức ảnh được chụp từ lâu, lúc cố ca sĩ Phi Nhung vẫn còn tại thế. Bức ảnh được dò dỉ này xuất hiện trên mạng là do fan club của Hồ Văn Cường đăng tải. SC muốn gửi lời động viên, chúc Hồ Văn Cường sớm tìm lại được bình yên, tươi vui như trong thời điểm trên. Cho đến nay, thông tin về nơi ở, tình trạng sức khỏe cũng như định hướng tương lai của Hồ Văn Cường vẫn chưa được tiết lộ. Ca sĩ Ngọc Sơn công bố trên trang cá nhân là đã liên hệ được với Hồ Văn Cường, nhưng cũng chưa có hình ảnh nào cho thấy hai bên đã gặp gỡ. Việc Hồ Văn Cường có tiếp tục theo đuổi con đường ca hát hay sẽ rẽ sang hướng khác để xây dựng sự nghiệp vẫn còn đang bỏ ngỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.